Chào mừng toàn thể các mẹ các chị đến với kênh tạp chí online. Hôm nay trên chuyên mục dinh dưỡng thai kỳ sẽ chia sẻ cùng các mẹ các chị. Dấu hiệu nhận biết có thai sau 2 tuần các mẹ nên biết. Vợ chồng bạn đang mong ngóng có thai và thắc mắc liệu có thể nhận biết được dấu hiệu có thai sau 2 tuần quan hệ. 2 tuần sau khi quan hệ sẽ rất khó để nhận biết được những dấu hiệu mang thai sớm. Tuy nhiên nếu để ý những thay đổi của cơ thể và nếu nhận thấy những dấu hiệu dưới đây thì rất có thể mẹ đã thụ thai. Bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành sản khoa Lý Thị Hồng Vân, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, dấu hiệu có thai sớm sau 2 tuần sự thay đổi màu sắc của âm hộ và âm đạo âm hộ và âm đạo của bạn thường có màu hồng. Nhưng điều này thay đổi thành màu đỏ tía đậm khi mang thai. Sự thay đổi này là do lượng máu được cung cấp cho các mô xung quanh âm đạo của bạn tăng lên. Khoa học gọi sự thay đổi này là dấu hiệu màu của chắc quýt. Đau ngực bạn có thể cảm thấy cứng cứng, ngứa gian ở ngực, đặc biệt là xung quanh núm vú. Điều này xảy ra do quá nhiều estrogen và progesterone trong giai đoạn đầu của thai kỳ được tạo ra khiến tuyến vú cũng phát triển hơn. Đây là một trong những dấu hiệu sớm của thai kỳ mà bạn cần đặc biệt lưu tâm. Và nếu kích cỡ áo ngực bạn vẫn mặc trở nên khó chịu và cọ sát hơn bình thường thì hãy chú ý mua một chiếc áo ngực với size thoải mái hơn. Da máu bất thường ở âm đạo 6 đến 12 ngày sau khi trứng thụ tinh cấy vào lớp lót tử cung có thể xảy ra xuất huyết âm đạo nhẹ. Hiện tượng này thường là vô hại. Nhưng nếu bạn nghi ngờ mình đang mang thai, hãy tham vấn ý kiến của bác sĩ ngay. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, chảy máu có thể là dấu hiệu sởi thai, mang thai ngoài tử cung hoặc một số loại nhiễm trùng nào đó. Vì thế, bạn cần đặc biệt lưu tâm để tránh những tổn thương cho bản thân. Mệt mỏi bạn cảm thấy dễ mệt mỏi, kiệt sức. Việc tăng hóc môn progesterone và những nỗ lực để mang thai khiến cho bạn cảm thấy như vừa tham gia một cuộc thi chạy đường dài vậy. Cơ thể đối sức hơn so với bình thường dễ mệt có thể là dấu hiệu đầu tiên báo hiện cơ thể bạn đã đang dung dưỡng một thiên thần đi tiểu thường xuyên hơn tử cung có vị trí ngay phía sau của bàng quang vì vậy khi mang thai thì kích thước của tử cung sẽ tăng theo tuổi của thai nhi và nằm đè lên bàng quang bàng quang bị chèn ép sẽ làm dung tích của bàng quang giảm xuống bên cạnh đó nó còn khiến bàng quang bị kích thích và làm cho các bà bầu có cảm giác muốn đi tiểu liên tục bởi thế ngay khi có thai nếu tinh ý bạn có thể thấy mình kết thân với nhà vệ sinh nhiều hơn tiểu nhiều hơn Đau đầu sự tăng đột biến của hormone progesterone cộng với sự thiếu hụt lượng hồng cầu trong máu là nguyên nhân làm nhiều một số người bị đau đầu khi mang thai. Tuy nhiên, những cơn đau dữ dội và kéo dài lại có thể là biểu hiện của một căn bệnh nào đó và cần được thăm khám kỹ lưỡng. Thính giác nhạy cảm hơn nhiều phụ nữ mới mang thai rất nhạy cảm với các loại mùi đó là do tác dụng phụ của việc tăng nồng độ estrogen trong cơ thể. Mang bầu cũng khiến các mẹ mệt mỏi hơn. Tâm trạng thất thường khi mang thai, sự thay đổi hormone trong cơ thể khiến tâm lý của bạn dễ sang nắng chiều mưa hơn gấp ngàn lần. đang tuổi thân, mệt mỏi, trong chớp mắt bạn đã có thể nổi giận, cảm thấy bức bối khó chịu cho người. thông thường, trong những tuần đầu thai kỳ bạn sẽ khó có lúc nào cảm thấy vui vẻ. có thể sự ủ ê, chán trường này liên quan đến môn và cảm giác mệt mỏi của cơ thể. chán ăn cảm giác không thèm ăn uống thậm chí còn phổ biến hơn thèm ăn khi mang thai. việc đột nhiên cảm thấy mất hứng với một số loại đồ ăn mà trước đây từng là món khoái khẩu của bạn có thể là biểu hiện báo tin vui đầu tiên bạn cần chú ý. Buồn nôn hoặc nôn trong vài tuần đầu thai kỳ, triệu chứng ốm ngén thường không rõ nét, nhưng có một số phụ nữ nhạy cảm có thể cảm thấy buồn nôn cả trước khi thụ thai. Nguyên nhân chính xác của ốm ngén là chưa rõ ràng, nhưng nó được cho là do sự gia tăng trong các hormone môn gonadotrophin, chorionic, HCG và estrogen. Ngoài ra còn có một giả thuyết cho rằng, một phần nguyên nhân là do hormone môn tuyến giáp đóng một phần. Nếu cơ thể sản xuất quá nhiều môn tuyến giáp trong thời kỳ mang thai sớm, khi phôi thai đang phát triển, nó có thể gây ra nôn mửa. Nhiệt độ cơ thể luôn cao nếu bạn có lập biểu đồ nhiệt độ cơ thể của mình và phát hiện nó luôn cao trong 18 ngày liên tiếp, xin chúc mừng, rất có thể bạn đang mang thai. Giải đáp thắc mắc về dấu hiệu có thai khi nào nên thử thai. Bạn có thể dùng que thử thai sau khi quan hệ 6 đến 12 ngày hoặc khi thấy dấu hiệu chậm kinh. Nếu thử thai quá sớm, nồng độ HCG trong nước tiểu sẽ dưới hoặc bằng ngưỡng que thử thai nên cho kết quả không chuẩn xác. Ngược lại, nếu thử thai quá muộn, lượng HCG trong nước tiểu quá nhiều sẽ làm kết quả que thử thai bị đảo lộn. Khi nào triệu chứng buồn nôn chính thức xảy ra? Ông nghen có thể xảy ra sớm nhất là ở 2 tuần sau khi thụ thai, khi bạn đã chính thức mang bầu được 4 tuần. Tuy nhiên, nó phổ biến hơn cả là ở khoảng tuần thứ tư, tức là tuần thứ sáu thai kỳ. Ốm nghén ở mức độ nhẹ có thể là triệu chứng buồn nôn nhưng ở mức độ nặng là nôn ói cả ngày và không thể ăn uống được gì. Thông thường, ốm nghén sẽ chấm dứt ở khoảng tuần thứ 14 thai kỳ. Que thử thai một vạch nhưng xuất hiện nhiều dấu hiệu có thai. Đây là nỗi lo lắng chung của nhiều chị em đặc biệt là các cặp vợ chồng đang nôn nóng có con. Vì không biết mình đang có dấu hiệu mang thai giả hay thai đang có vấn đề. Theo các bác sĩ, thì tâm lý quyết định rất lớn tới việc mang thai hay không có một số chị em vì quá nôn nóng mà sinh ra hiện tượng mang thai giả nghĩa là bạn sẽ cảm thấy mình có một số hiệu mang thai như trễ kinh đau ngực đau bụng buồn nôn ói thèm ăn nhưng khi thử que thử thai lại lên một vạch ngoài ra một số trường hợp khác có thể thử thai bằng que thử thai sai cách dẫn tới kết quả không đúng hoặc que thử thai bị lỗi vì vậy để biết chắc chắn mình có thai hay không chị em hãy tới cơ sở y tế uy tín để làm siêu âm xét nghiệm máu nước tiểu. Có nên xoa bụng khi mang thai? Khi mang thai dù ở bất kỳ tuổi thai nào, mẹ cũng nên hạn chế âu yếm con bằng cách xoa bụng vì những kích thích như vậy rất có thể gây nên những cơn co dạ con gây đau bụng và những ảnh hưởng xấu cho thai nhi như dọa sẩy thai hoặc đẻ non. Nếu trong trường hợp bạn thấy có cơn có bất thường, bạn nên đến cơ sở chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn. Chuyện ấy có gây hại thai nhi? Câu trả lời là không. Dương vật của nam giới không hề tiếp xúc tới thai nhi, vì thai nhi được bảo vệ trong bụng của bạn với nước ối trong dạ con tuy nhiên khi làm chuyện ấy bạn và bạn đời cũng không nên thực hành một số tư thế có độ khó cao hay áp dụng những phương thức hâm nóng sáng tạo khác biệt để tránh gây tổn thương cho thai nhi nên đọc sách cũng như tìm hiểu thêm để biết một số tư thế lợi cả đôi đường vừa thắt chặt tình cảm vợ chồng lại không đụng chạm tới em bé cảm ơn các mẹ các chị đã quan tâm lắng nghe nếu nhận được giá trị từ video thì hãy đăng ký theo dõi kênh và chia sẻ video để nhận được nhiều giá trị hơn nữa chúc các mẹ các chị mạnh khỏe và thành công